Thông tin thị trường ngày mới sẽ tiếp tục cung cấp đến quý vị giá cả một số mặt hàng thủy sản và nông sản chủ lực. Gần một tháng qua, nhiều tàu cá phải neo đậu không tổ chức ra khơi do giá cá ngừ vằn giảm mạnh. Trước tháng 9 vừa qua, giá cá ngừ vằn được thu mua ổn định ở mức 30.000 đồng một ký, nhưng gần đây giá đã tụt dốc xuống còn 19-20.000 đồng một ký. Nhiều chủ tàu cá cho biết mỗi chuyến ra khơi có sản lượng đạt 8-10 tấn, nhưng do chi phí lên đến 200-300 triệu đồng, nên khi giá cá giảm khiến lợi nhuận gần như không còn. Mãng cầu sầu riêng là loại cây ăn quả hiện đang được nhiều người tìm kiếm hiện nay vì quả của cây rất đặc biệt, có mùi vị rất giống sầu riêng. Năm nay, mãng cầu sầu riêng rất rẻ, đồng mùa mà giá bán lẻ chỉ 60-65.000 đồng một ký, loại 400-700 gram một trái. Hiện mãng cầu sầu riêng loại 1 từ 1-2 ký một trái có giá bán tại trường từ 80-90.000 đồng một ký. Loại 2 size 400-700 gram một trái, giá đổ xỉ dao động từ 40-50.000 đồng một ký. Nguồn cung mãng cầu sầu riêng tăng mạnh trong khi nhiều người tiêu dùng vẫn chưa biết đến loại trái cây đặc biệt này. Dê thịt đang được thương lái thu mua với giá hơi dao động từ 115-150.000 đồng một ký, tăng trên 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2023. Sau thời gian nuôi khoảng 3 tháng, sau khi trừ chi phí, con giống cùng thức ăn, người nuôi có lãi trung bình từ 2-3 triệu đồng một con dê.